Vâng, xin chào tất cả mọi người, xin chào tất cả quý vị, các cô, chú, chị và các bạn. Lát nữa thôi, mọi người sẽ được nghe tiếng nói của bác Ngọc một lần nữa. Và ở đây thì bác Ngọc sẽ xác nhận cho cô, chú, chị và các bạn biết một số điều rất là quan trọng. Nhưng trước khi đến với cái cuộc trò chuyện giữa Hetam TV và bác Ngọc, thì xin nói với tất cả cô, chú, chị và các bạn như thế này. Video trước mình đã chia sẻ rất là rõ ràng, đó là cho dù bà Vân có làm thế nào đi chăng nữa, bà cô Hờ này có làm thế nào đi chăng nữa, thì bản thân bà ấy phải biết rằng tất cả những sự việc bà ấy làm sẽ là những cái bằng chứng trước tòa, và đặc biệt là cơ quan chức năng họ sẽ triệu tập bà ấy. Cô chú anh chị và các bạn cũng đừng lo nữa nhé. Tất cả mọi việc làm là phải có quy trình, trình tự. Và ở đây quan điểm của bác Ngọc cũng giống như Hetam TV thôi, đó là chúng ta thượng tôn pháp luật, thượng tôn những gì có trong làn danh của pháp luật. Chúng ta làm để chúng ta mang đến những cái điều tốt đẹp, chứ không giống những cái con người kia, họ làm những cái việc khuất tất để bán đi cái căn nhà của em Vũ. Và ở đây chỉ là một phần nhỏ những gì mà bác Ngọc có thể chia sẻ thôi, một phần nhỏ thôi nhé mọi người. Cái phần nhỏ ở đây cũng là cái để rộng đường dư luận cho cô chú anh chị và các bạn. Có thể có những phần cô chú anh chị và các bạn đã nghe rồi, nhưng có những phần cô chú anh chị và các bạn chưa nghe. Thì ngay bây giờ đây, xin mời cô chú anh chị và các bạn hãy cùng nghe bác Ngọc trải lòng trong câu chuyện. Và cái quan trọng nữa, đó là chúng ta sẽ được thấy tất cả những vấn đề liên quan đến pháp lý được hé mở dần dần. Tại sao ư? Hôm trước thì cô chú anh chị và các bạn có nghe đến những cái như là chứng tử của ba em Vũ rồi. Thì để có những cái điều mà cô chú anh chị và các bạn biết và nắm rõ, thì chúng ta cần trò chuyện với những người trong cuộc. Và chỉ cần như thế này thôi, thi thoảng có những cái vấn đề, có những cái điều mà chúng ta chia sẻ, chúng ta lắng nghe những người trong cuộc, những cái khó khăn, những cái vất vả, những cái nỗi khổ của những người trong cuộc, thì chúng ta mới hiểu được rằng ngoài trời nắng như thế này, bác Ngọc, em Vũ, luật sư, họ vẫn phải đi và làm những công việc mà ở đây phải nói với cô chú chị và các bạn, đó là những công việc liên quan đến những vấn đề pháp lý, thì chúng ta mới biết và mới hiểu được những cái khổ, nỗi khổ của những người trong cuộc cho cô chú anh chị và các bạn. Đấy là những gì mà bản thân Hetam TV cũng muốn thay mặt bác Ngọc truyền tải tới cô chú anh chị và các bạn, và mong mọi người ủng hộ cho tất cả các anh em, ủng hộ cho tất cả mọi người cất lên tiếng nói bênh vực em Vũ, và ủng hộ cho cơ quan chức năng sớm bước vào câu chuyện để là giải quyết, bóc tách những vấn đề, tìm hiểu và bóc tách những vấn đề. Thì ngay bây giờ đây, mời cô chú anh chị và các bạn đến với một cái chia sẻ của bác Ngọc để nghe bác ấy nói và bác ấy trải lòng một chút với cộng đồng mạng, với Hetam TV, với tất cả các bác, các anh, các chị. Xin mời mọi người. Hôm nay chắc là hai cha con vất vả rồi. Mấy hôm trước thì vất vả, nhưng ngày hôm nay thì anh đang ở nhà, anh đợi cái bên công an người ta xác nhận cho mình cái giấy để mình đi làm chứng tử cho cha cho bố, thì nên là rảnh ở nhà đợi thôi, đợi người ta làm lúc nào thì người ta kêu mình lên lấy. Thế là cái chứng tử cũng là một trong những cái nó còn thiếu sót thôi đúng không bác? Đúng rồi em. Hôm trước thì em có nghe bác nói, thì nói chung là khán giả thì mọi người thì ai ai cũng ủng hộ, chỉ hy vọng là hai cha con cố gắng thôi. Thì thế là bên công an họ sẽ đến hỗ trợ mình à bác? Cái này thì anh phải lên công an, thì nói chung là khán giả tất cả cộng đồng mạng đều quan tâm đến sự việc của cháu, thì với các kênh YouTube đưa các thông tin của cháu lên, thì anh cũng rất cảm ơn, để cho mà cái tin của cháu nó lan rộng nhiều, truyền thông nhiều, thì mọi người đến biết đến nhiều để mà can thiệp vào nhiều cho cháu càng sớm ngày nào tốt ngày đó. Nhưng mà thì cũng như tất cả là anh đã đưa hết thông tin lên kênh của Nghĩa Trọng rồi, anh đã nhờ kênh Nghĩa Trọng thì anh đã đưa hết thông tin lên đó để cho cộng đồng mạng biết. Nhưng mà thực ra nó thì khi cộng đồng mạng coi á, mà cái tin này mình chưa có thể mình làm liền một lúc được, nên mình đưa tin lên nó hơi chậm chế, thì nhiều người cũng rất là thắc mắc, ai là cũng bức
Tại sao không làm luôn, rồi tại sao không đến đập nhà cửa ra mà đập cửa ra mà vào nhà, rồi tại sao không đưa đơn cho công an đi? Nhưng mà em rằng cái này này, pháp luật làm cho nó phải là từ từ. Đúng rồi. Tới đầu là mình đi thu thập cái tin tức của cháu thì bên luật sư đi thu thập rất mất nhiều thời gian. Vất vả. Mất nhiều thời gian, mà khi thu thập được thông tin rồi vừa lại với bên anh với cháu lại phải đi, cũng phải đi lấy những cái xác nhận vừa để mặc chứng cứ lên để cho bên luật sư người ta nắm bắt được. Nắm bắt được thì mà khi mình đưa đơn lên đâu phải là cái chuyện đơn giản đâu em. Ví dụ khi mình đưa đơn lên bên cho bên chính quyền thì ví dụ bên công an người ta là chỉ nhận cái hồ sơ đó xong rồi người ta mới trình lên cho sếp đó. Tại có thời gian sếp để mà nghiên cứu xin rồi ký hoa cái đơn tưởng của mình, xong rồi phải có một buổi họp, họp xong bắt đầu người ta mới phân công anh nào là phụ trách về cái trường hợp này. Thì lúc đó thì ta mới lập ra cái phương án giải quyết, cho nên là không thể làm ngày một ngày hai làm được. Cái thời gian này nó rất dài. Mà hành chính của mình thì em cũng thừa biết đó, đâu phải là một cái được ngay như anh em mình nói một cái thì anh em mình miệng nói tay làm. Nhưng mà ta còn phải truyền tay nhau một cái đơn này, người ta truyền người này truyền người kia, rồi người ta xét duyệt này xét duyệt kia, xong người ta cũng thảo luận ý kiến hội họp, xong rồi người ta mới phân công từng người, cho nên là trong cộng đồng mạng mình nhiều người cũng bức xúc và thấy tại sao không làm nhanh chóng lên giờ thế nào kia. Nhưng mà anh cũng rất mong rằng là cộng đồng mạng hiểu cho anh, hiểu cho cháu, hiểu cho pháp luật của Việt Nam mình. Đó. Nên là cứ tin tưởng cái này thì tất cả cái chứng cứ rồi là hồ sơ giấy tờ là mình đầy đủ hết rồi. Bây giờ gọi là công an người ta triệu tập cô ta lên thôi. Em hiểu không? Bác nói như vậy là em hiểu. Như vậy là cũng ấy rồi, từ từ hôm nọ hôm nay thì chắc là hai cha con thì cũng nhận rất nhiều là cái áp lực. Nhưng mà nghe những cái thông tin như của bác thì một phần nào thì em cũng đã hiểu để truyền tải đến khán giả. Cũng xin phép bác là cho em xin phép được truyền tải cái tiếng nói của bác để cho mọi người xác nhận và nghe, để mọi người hiểu thông cảm cho bác cũng như là em Vũ. Mà cái vất vả ở đây là em nghĩ là bác Ngọc vất vả nhiều hơn, chứ em Vũ thì thật ra là em không 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 biết về những cái vấn đề pháp lý, cho nên là bắt buộc là bác Ngọc phải đích thân làm. Em Vũ thì đúng rồi, em Vũ thì thế này này, em chỉ là cái người phải đứng đi đằng sau anh để mà đến đó, khi mà anh trình bày ra rồi thì pháp luật người ta bên đó người ta hỏi thì em trả lời, và có những cái phải cần chữ ký của em, cho nên em bắt buộc em phải đi thôi. Còn cái vất vả anh vừa là cái đi lại rồi vừa mà cả để mình suy nghĩ làm sao mình đi bằng phương hướng nào cho nó nhanh nhất và cho thuận tiện nhất. Em hỏi bác Ngọc này, cái hôm mà có cái bà điện cho em đấy, em nghĩ là không phải bà Vân, nhưng mà chắc chắc hẳn là phải có quen biết gì mới bà Vân hay sao bác Ngọc ạ? Bởi vì không không đâu nó lại nói chuyện giống nhau như vậy ta. Anh nói em này, bây giờ cái chuyện của cô ta đó, cái đó là đúng 100% là giọng nói của cô ta đó, chứ không ai cả em ạ. Ủi ôi, bác nói mà em dừng hết cái ốc. Giọng nói đó là của cô ta đó, anh cũng đã coi rồi, anh đã vào anh coi rồi, giọng nói của cô ta đó, con người đó thì bây giờ người ta nói cũng đúng em ạ. Biết sao, thằng Vũ không bao giờ lấy được tiền của tao đâu, không lấy bao giờ lấy được cái nhà đâu. Bởi vì cái nhà nó bán hết rồi. Con góp tới 13, cái nhà đó nó bán hết rồi, nó đi xe hạng sang, đi máy bay hạng thương gia, nó ăn chất chắc đáng, nó nuôi bồ nuôi bịch, nó nuôi trai hết rồi. Thì bây giờ làm sao mà thằng Vũ lấy lại được nữa, bây giờ chỉ tống nó vào tù cho một vương nữa thôi. Nghe bác nói mà bức xúc ghê, vừa thương hai cha con mà vừa cảm thấy bức xúc thật. Em thì ít khi em đưa những cái giọng nói lên lắm, nhưng mà đột nhiên hôm đấy em đang chuẩn bị làm video thì em thấy điện, và chẳng nhẽ em lại công bố cái số điện thoại lên thì nó trả ra thế nào. Công bố số điện thoại thì bây giờ trong câu chuyện của bác mấy em Vũ là em không được phép làm cái đó, bọn em làm cái đấy là sai pháp luật, nên là em để cái âm thanh. Em bảo ra nào mà đến tầm này rồi mà bà này bà vẫn cứ ngoan cố mà bà ấy làm những cái việc
nó không hay. Anh nói em là này này, cái chuyện là làm thì anh làm một cách. Cái chuyện của cô ta lúc trước á, thì anh cũng rất là nhiều rằng cô ta sàng sẻ anh thế này thế kia, ai muốn cuộc anh gọi đến thì cô ta vẫn nói cái chuyện của gia đình cô ta để cô ta giải quyết, thì anh cũng để cô ta giải quyết chuyện gia đình thôi. Nhưng mà còn về bên pháp lý thì anh vẫn đi pháp lý. Trong lúc pháp lý đó thì mình cũng chờ đợi cho cô ta có một cái cơ hội để mà cô ta sửa sai thôi. Nhưng mà nói với em là này này, cùng theo những hàng xóm hay là tất cả những người mà người ta đã tiếp xúc với cô nhiều, gần nhà anh Vũ người ta tiếp xúc cô ta nhiều á. Thì cô ta cũng nói là dữ dằn hay là giàu sang, cô ta chả giàu sang đâu. Vậy thật mấy như vậy đó. Cô ta chả qua là cũng cứ vay chỗ nọ đập chỗ kia thôi, để mà đánh bóng cái thương hiệu mình lên, tên tuổi mình lên mà để cho sang chảnh thôi. Như người ta nói á, nó mấy cái miệng của ta cứ chét lên rồi mở miệng ra là nó láo, mở miệng ra lúc nào mình mở hơn cơ người khác á. Chỉ là cái gì giang hồ làng thôi, người Bắc người ta gọi đó, nó chỉ là dạng giang hồ làng thôi, chứ nó không chả có tên tuổi gì đâu. Nhưng mà anh vẫn tôn trọng cô ta, anh hiểu không? Dù sao nếu mình đã nhờ pháp luật rồi thì cô ta có tội, cô ta chịu mới pháp luật. Còn với con người thì mình cũng rất là tôn trọng cô ta. Nhưng mà đến mà cô ta không tôn trọng cô ta nữa rồi thì mình cũng chả cần tôn trọng cô ta nữa. Nó cuối cùng là như bên cung hoàng đạo với em. Vậy nếu mà nói về con giáp thì có con giáp thứ 13 bên cung hoàng đạo, thì nó cũng có cung hoàng đạo thứ 13. Gọi là cái cung hoàng đạo thứ 13, nó em biết nó là cung hoàng đạo gì không? Nó là xà phu đó. Con rắn nó rất đam hiểm với con người, nó là dạy đấy em ạ. Nhiều con rắn độc này nó như thế nào? Đúng rồi. Nó rất có mang nhiều cái yếu tố của một những con vật khác. Chập lại nó sẽ trở thành nó là một con rắn độc, mà nó không giống một con giáp, một con vật nào cả. Thế nên bây giờ chúng ta cứ gọi cô ta là cái con giáp thứ 13 đi. Chứ không có trở nên tôn trọng cô ta nữa. Bác Ngọc không, nhắc tên của bà này nhé. Bác cứ nói thoải mái nhưng bác không nhắc tên của bà này. Đúng rồi. Đó, anh đã nói này đó. Anh chỉ nói đây đó. Cô ta bây giờ chúng ta là cho cô ta là con giáp thứ 13. Con giáp thứ 13 là sao? Nó có 10 tổng thể của 12 con giáp mà gộp lại. Nó thành con giáp thứ 13, nhưng mà nó là như này này. Nó người nó không ra người. Mà quái nó không ra quái. Nó không ra thú nữa, em hiểu không? Đó, người không ra người mà thú nó không ra thú nữa. Cho nên là chúng ta cứ cho cô ta là con giáp thứ 13 đi. Thực sự hôm nay anh nói thì anh rất bức xúc. Bởi vì anh tôn trọng ta nhiều rồi. Cô ta cũng tôn trọng. Không phải được không tôn trọng anh. Nhưng cô ta không tôn trọng anh em YouTube, không tôn trọng cộng đồng mạng. Cô ta coi trời bằng vuông thì chúng ta cứ cho cô ta là con giáp thứ 13 đi em ạ. Đối với em thì em cũng đồng ý với cái quan điểm của bác Ngọc. Bởi vì thật ra là như thế này này, nếu như mà bà này bà không tôn trọng tụi em cũng được, nhưng ít nhất là bà mới phải đối xử với em Vũ, hoặc là khi mà nhìn thấy bác Ngọc đã lên nói những cái vấn đề liên quan trong câu chuyện là cô ta phải biết quay đầu, hoặc là cô ta phải âm thầm cô ta tìm đến bác Ngọc mới đúng. Nhưng đây là cô ta thay vì cái việc đấy thì cô ta lại còn đi dọa bác Ngọc theo cái một cái kiểu giang hồ, dọa em Vũ theo kiểu đấy. Thì bọn em thì nói thẳng với bác, đây là có bác cũng như là có khán giả, là bọn em không bao giờ sợ những cái con người như vậy. Dù thế nào thì cũng luôn ủng hộ cho bác Ngọc với em Vũ và Nghĩa Trọng làm câu chuyện này đến cùng. Về mặt truyền thông thì bọn em hỗ trợ được bao nhiêu thì bọn em sẽ cất tiếng nói. Còn về mặt pháp luật thì chắc chắn là với những gì mà đã có trong tay thì em nghĩ rằng là cô ta đi là chắc, chứ không thể ở được. Mà không có cái cơ hội để làm hòa giải đâu bác Ngọc ạ. Anh nói em hiểu cái này này, mình rất tôn trọng người ta rồi. Nhưng mà anh sống, anh cũng không phải là con người không hiểu biết.
Thế nhưng mà anh nghĩ là này, từ mấy chục năm nay ấy, anh đã chuyên, anh chỉ có đi làm những cái hướng thiện thôi. Dạ. Thì anh cũng xứng cái hướng thiện. Thì con người ta có tội thì pháp luật trị tội. Còn cái lương tâm mình ấy, thì cũng để cho nhau một cái để mà sửa sai, để mà còn nhìn thấy nhau. Em hiểu không? Dạ, dạ. Thế nên là trong lúc đó chắc chắn con răng thứ 13 là nó sẽ lên, nó đọc được những, xem được hết những cái video của chồng Nghĩa đưa lên rồi. Dạ. Chứ nó hiểu được rồi. Nhưng mà đáng ra là nó có người hiểu thì là nó phải trực tiếp nó nhắn tin, nay nó gọi cho em, cho cháu để mà cô cháu nói chuyện với nhau, tình cảm cô cháu. Dạ. Nhưng mà đây nó này thì mang lên cho cộng đồng mạng, nó gọi điện cho em rồi nó thách thức, rồi là nó nói là thằng Vũ không lấy được căn nhà đâu. Dạ. Không lấy căn nhà đâu. Đúng, theo anh nghĩ là đúng. Dạ. Bởi vì sao? Cái con người này á, nó có được cái đồng tiền đó, nó đi ăn chơi sai đoạn. Dạ. Đấy, rồi nó đuôi chai hết, chưa chắc con nó được miếng nào đâu em ạ. À, bác nói đến cái vấn đề em Vũ thì em mặn mạo muội em hỏi bác Ngọc như thế này. Cái mà bà này bà nói là ông mày bán cho tao rồi là nói ông của Vũ đấy, thì bác có hỏi em Vũ là cái chuyện là trong quá trình em Vũ ở trong trại đấy thì bà này bà có mang giấy tờ gì đến cho em Vũ ký trong cái việc làm giấy chứng minh hay là cái gì đó không bác nhỉ? Cái này á, cái chuyện này á thì cũng nhiều người hỏi em Vũ, nhiều người trực tiếp hỏi em Vũ lắm rồi. Dạ. Có tất cả mỗi một lần em lên trên em gặp bà con lối xóm ở trên khu nhà em, ai người ta cũng hỏi em câu này. Dạ. Thì em toàn nói là em không. Dạ. Duy một lần mà em đang làm ở cái chỗ bà ấy đưa em lên làm 2 năm á. Dạ. Thực hiện cho người ta, bà nói là cho em bắt xe ôm về công an. Dạ. Quận 12 để làm căn cước. Dạ. Thì lúc em bắt xe ôm về quận 12 làm căn cước thì là có mặt công an ở đó là cũng làm căn cước như mọi người. Dạ. Là em lăn tay trên máy vi tính và em kê khai, em lăn tay trên máy vi tính chứ em không có ký một cái đơn từ gì hết. Rồi, hay quá. Dạ. Em cũng vẫn nói là như vậy mà anh cũng hỏi đi hỏi là em nhiều lần rồi. Dạ. Đó. Những lúc cha con ngồi nói chuyện với nhau hay là những lúc mà đi làm việc cái này người ta nói đến thì anh vẫn là khuyên con nghĩ lại, suy nghĩ lại cho đi, cho có một lần nào không thì em hoàn toàn không. Ồ. Thế nên là giờ anh đang nhờ luật sư đang đi tìm hiểu về cái đó. Dạ. Yeah, anh cũng mong cộng đồng mạng ấy yên tâm. Dạ. Đừng có nói là em ký, bây giờ luật sư sẽ đi tìm hiểu ạ. Cái câu nói đó là ai bán cho cô đó. Dạ. Thì lúc đó có kết quả thì anh sẽ cho cộng đồng mạng biết. Đây mới chỉ là một phần thôi, bởi vì nó rất là dài thì mình chia sẻ và lắng nghe những cái quan điểm của bác Ngọc như vậy là cô chú anh chị và các bạn cũng đã hiểu rồi chưa? Như vậy thì chúng ta cũng đã thấy những cái sự gian xảo của những cái con người được gọi là người thân, được gọi là ruột đấy. Cô ta nói rằng là tao mới là ruột thịt. Cái từ này nó mang cái một cái tính chất gì đó rất là nặng nề. Nhưng ai mới là ruột thịt? Ai mới là ruột thịt một cách thật sự? Cái người là ruột thịt một cách thật sự là cái người đang mất cái căn nhà đó. Và nếu so sánh một cách ruột thịt ra thì tôi nói là bác Ngọc và những người hàng xóm cũng như là anh em nhà Vũ kia cả mới là những người ruột thịt một cách thật sự. Tôi so sánh như vậy không biết là mọi người có đồng ý hay không, nhưng với những việc mà bác Ngọc bác ấy đang làm cho em Vũ thì đó mới là ruột thịt. Có những người bán đi cái tài sản của người ta, lừa người khác, khống chế người khác thì không phải là ruột thịt đâu. Và như tôi đã nói, cô có hợp đồng liên quan đến mua bán căn nhà với ông em Vũ, giấy tờ mua bán với công ty bất động sản, tất cả những cái đó cô còn phải trình ra cho cơ quan chức năng cơ. Và video sau sẽ giải tỏa cho mọi người một cách rõ ràng về những cái uẩn khúc mà cô chú anh chị và các bạn đang thắc mắc. Cảm ơn tất cả mọi người. Hãy ủng hộ cho Nghĩa Trọng, bác Ngọc, em Vũ, luật sư, những người đang theo sát câu chuyện và đặc biệt gia đình bác Ngọc. Qua đây thì cũng thay mặt cho khán giả xin gửi lời chúc sức khỏe đến bác Ngọc. Một cái sức khỏe thật là dồi dào. Cảm ơn bác vì những gì mà bác đã chia sẻ. Chúc bác sức khỏe, bình an. Cảm ơn tất cả mọi người. Nhớ đăng ký kênh và chia sẻ. Và trên kênh Phương Nguyễn TV thì bản thân em cũng đang chia sẻ những câu chuyện khác, những vấn đề pháp lý của những câu chuyện khác nữa. Cảm ơn tất cả cô chú chị và các bạn hãy ủng hộ cho tất cả những kênh mà Etam TV đang
gây dựng và làm việc.